bây giờ ra các bạn tôi với chanh cà rốt và ok dần giúp bạn là tôi nhé. Mình sẽ tô phần lá của cà rốt của một xanh lá cây nhé. Tiếp theo phần củ cà rốt mình sẽ tô màu cam. Ok, mình đã tô xong củ cà rốt của mình rồi. Video của mình đến đây là kết thúc. Các bạn nhớ like, subscribe để ủng hộ cho mình nhé. Xin chào và hẹn gặp lại.